Chính quyền địa phương đã sơ tán 30 hộ dân đồng bào Ca Dông ở làng Nà Nổ đến nơi an toàn để tránh sạt lở núi. Cũng ngay tại xã Phước Gia, thêm một khu dân cư nữa có nguy cơ sạt lở. Hiện nay, chính quyền địa phương cắt cử lực lượng theo dõi những sạt lở bất thường ở đồi cao để báo động tránh trú an toàn. Khả năng kết cấu đất của khu vực phía sau lưng của khu dân cư Nà Nổ là nguy cơ sạt lở rất là cao, và chiến lược lâu dài thì đòi hỏi phải nghiên cứu là săn bằng khắc phục hết toàn bộ cái đỉnh núi phía sau lưng này để đảm bảo cái cuộc sống bình yên lâu dài cho các hộ dân nơi đây. Trong khi đó, tại huyện Bắc Trà My đang có 400 điểm có nguy cơ sạt lở và 170 điểm có nguy cơ sạt lở rất cao. Theo lãnh đạo huyện Bắc Trà My, trong đợt mưa bão này xuất hiện thêm những khu vực sạt trượt nằm ngoài bản đồ cảnh báo sạt lở do địa phương xác lập trước đây. Mưa mà tiếp tục tăng đúng như dự báo của số lượng lớn như mà cơ quan trung ương dự báo thì chúng ta di dời về số lượng cũng rất là lớn. Và tất cả hơn 400 điểm đó chúng ta phải di dời. Hơn 400 điểm chúng ta phải di dời hết tất cả các người dân. Tỉnh Quảng Nam có 9 huyện miền núi. Hiện nay, địa phương này đã di dời 7 ngôi làng với hơn 150 hộ gia đình. Tỉnh Quảng Nam cũng đang tập trung ổn định đời sống người dân tại những ngôi làng buộc di dời cũng như hàng vạn người dân sơ tán tạm thời trong đợt mưa bão này.